Thưa quý vị, hiện nay thì số ca mắc sốt xuất huyết tại một số tỉnh thành trong cả nước đang gia tăng mạnh, thậm chí đã có ca tử vong liên quan đến dịch sốt xuất huyết. Tại tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay ghi nhận trên 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 400 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, không để bệnh lây lan trên diện rộng. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nóng cùng V8. Những ngày này, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng thường xuyên tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trong gia đình. Đa phần người dân cũng đã nhận thức về mức độ nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết gây ra khi mắc phải, nên đã chú trọng thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi gây bệnh sốt xuất huyết trên người. Bản thân tôi biết bệnh sốt xuất huyết rất nguy hiểm đến tính mạng. Được tuyên truyền nên gia đình tôi luôn vệ sinh sạch sẽ các vật dụng đựng nước để không cho muỗi sinh sôi phát triển, gây thành dịch sốt xuất huyết. Trong thời gian vừa qua thì cái bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Đức Trọng có chiều hướng gia tăng. Khuyến cáo người dân nằm ngủ phải có mùng để mà chống muỗi. Khi người dân có cái triệu chứng mà sốt, nóng lạnh và mồ hôi, biếng ăn thì phải đi tới ngay cơ sở y tế để khám chữa bệnh và làm xét nghiệm để chẩn đoán điều trị kịp thời. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus dengue. Bệnh lây lan rộng do muỗi vằn hút máu người dương tính với virus đến những người khỏe mạnh. Chính vì thế, căn bệnh này đã trở thành dịch, đặc biệt là vào mùa hè, mùa mưa, thời điểm mà muỗi sinh sản và phát triển mạnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang là mùa mưa, bởi vậy sốt xuất huyết dễ lây lan và phát triển thành dịch. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.400 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 40 ca so với cùng kỳ. Hiện không có ca tử vong. Với đặc thù của Lâm Đồng thì vào mùa mưa, khi mà chúng ta tuyên truyền vệ sinh môi trường sạch sẽ rồi không để nước tù, nước đọng những các cái nơi dụng cụ đựng nước, có thể để úp những các cái vật dụng đó để tránh những cái nước tù, nước đọng và triển khai các cái biện pháp sớm, kịp thời, điều trị kịp thời để tránh những các cái trường hợp tử vong đáng tiếc có thể xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh sốt xuất huyết là do muỗi truyền. Hiện đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, theo khuyến cáo của ngành y tế, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết vẫn là biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả.